Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình phát sóng ngày mai, Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020 của 14 kênh quảng bá của Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Luân bao gồm những nội dung sau đây. Thông báo, kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2020, để chào mừng tuần lễ vàng xóa sổ nhà nước tự kỷ, Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Luân sẽ phát sóng các chương trình chọc chó nhà nước tự kỷ và phát các bộ phim và những chương trình ăn khách hiện tại để uy hiếp tinh thần bọn nhà nước tự kỷ. Các chương trình này sẽ được phát sóng trên kênh số 15 đang thử nghiệm, bắt đầu từ 7 giờ sáng. Kính mời quý vị chú ý đón xem. Và sau đây sẽ là phần tin vắn cuối ngày. Công an tỉnh Việt Thanh đã bắt giữ hàng nghìn đối tượng tiểu cơ bi trong khi đang hút cần. Vụ án VTBDC đánh bản quyền clip Kaito Joker chỉ là một thằng cháu tự kỷ thôi. Lại thêm những Facebook Wikipedia về truyền hình bị bay màu hoặc bị phá hoại, bảo quản viên lên tiếng. Vụ thảm sát Smash Bros sau tiên mét tháng 11 năm 2018 đã có hơn 1.000 người chết và mất tích. Gia đình tan vỡ vì con tự kỷ sinh hoang cũng đòi thế giới phải theo ý mình. Phóng viên đưa tin từ Hà Giang. Giáo diết truy tìm đối tượng Ngô Đức Anh Tuấn, nhiệm vụ gian nan. Bắt giữ nhiều đối tượng bị tình nghi đứng sau vụ trọng án phá Phan Rom ngày 27 tháng 4 vừa qua. Thông tin đối tượng Đặng Văn Tèo, không có bố, hắn sống chung với mẹ và em trong một căn tập thể ở Biên Hòa, thường xuyên nói dị loại với vua, gia đình chưa đi kiểm tra tâm thần. Lại thêm nhạc tổ hô nữa được lên quảng cáo Việt Nam, chúng tôi ghép nhạc cũng hợp đấy. Người dân Vĩnh Phúc bất ngờ chứng kiến cái chết của Hachi, đừng có khiên quan tài đâu nhé, cả cuộc đời cậu ta hiến dân bảo vệ dâu cơ mà. Truyền hình Cao Luân chính thức có bản quyền phát sóng phim Lưu Tiên Đề Tam. Chúng tôi thật sự rất may mắn khi biết phim hát này về đài. Kỳ thi vào lớp 10 năm 2020, chúng em chưa chơi Persona 5 liên tập. Cháy trại hè Sunny Slice, tất cả đều đã tử vong. Cây tường đổ, học sinh chết, ngay cả vài gốc còn dễ đổ, huống chi là phường. Xót xa ra cảnh của em học sinh nghèo, cha mẹ bị nhà nước tự kỷ giết, em trai nhẫn tâm đốt nhà, hơn 10 tỷ bay sạch. Cuộc thi vẽ tranh Kero tại thành phố Hồ Chí Minh, giải nhất thuộc về trường phổ thông Năng Khiếu. Nhân dân trong việc bảo tồn di tích tượng Binh Cipher tưởng dễ nhưng khó. Chính thức bổ nhiệm Kutabasa Kuza làm giám đốc FPT tại Nhật Bản. Ra mắt báo truyền hình Kaito Space, chúng tôi sẵn sàng tạo nên một cơn bão thông tin để người dân nắm bắt kịp thời nhất. Bão Milo Murphy sẽ không vào Biển Đông, nhận định từ chuyên gia khí tượng. Mời quý vị và các bạn theo dõi kết quả xổ số mở thưởng ngày hôm nay. Giải nhất 92.630, giải nhì 12.482, giải ba 39.720, 23.609, giải tư 24.912, 21.974, 63.920, 19.287.
giải 5 12.304, 72.630, 45.702, 83.090, 12.409, 23.940. Giải 6 28.402, 12.380, 72.930, 55.539, 24.478, 33.740. Giải 7 27.090, 79.460, 12.940, 56.923, 49.087, 41.098. Giải đặc biệt 00000.